Thì với những các cái chiếc bình ắc quy xe máy 12V như thế này của anh em và bạn ta đang sử dụng phục vụ cho cái công việc thắp sáng. Thì anh em và bạn ta chưa có cái cọc sạc bình cho những các cái chiếc bình ắc quy như thế này. Vậy thì cái video ngắn hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em và các bạn ta cái cách làm cái cọc sạc bình cho những cái dòng bình ắc quy như thế này. Thì nói là làm thôi nhưng mà anh em và bạn ta sẽ tận dụng cái cái cục nạp bình của cái bình phun thuốc trừ sâu. Thì với cái bình phun thuốc trừ sâu thì chắc là làm nông nghiệp thì nhà anh em nào ta quá rồi thì nếu như anh em và bạn ta đang có những các cục nạp bình như này thì ta sẽ tận dụng để ta dùng ta nạp cho những cái trong bình 12V như này để ta tiết kiệm cái chi phí hơn để ta có với đi mua cái cục sạc bình mới thì đây đây là cái cục nạp bình của cái bình phun xúc sửa sâu nha thì cái thông số thì nó cũng đã ghi rõ trên đây anh em và bạn ta đọc thực tế này thì anh em và bạn ta sẽ dùng cái cục sạc bình như này để ta dùng ta nạp bình cho những cái dòng bình xe máy 12V như anh em bạn ta đang sử dụng phục vụ để thắp sáng thì cái dòng sạc này thì anh em bạn ta sử dụng nạp cho bình ắc quy thì nó rất chi là an toàn bởi vì nó có cái chế độ là tự ngắt luôn khi bình đầy thì nó sẽ báo cái đèn báo trên đây này đấy nếu như bình ắc quy mà chưa đầy thì nó sẽ báo bóng đũa còn nếu như khi bình ắc quy đầy rồi thì nó sẽ báo bóng xanh nó sẽ tự ngắt đi cho nên là rất an toàn cho anh em và các bạn khi ta sử dụng để ta nạp những cái bình ắc quy 12V như này thì anh em bạn ta sẽ tận dụng cái nạp bình ắc quy như thế này nhá. Để ta dùng ta nạp cho cái bình ắc quy 12 V. Và đây đây là cái đầu kết nối. Nếu mà cái cục nạp này của anh em các bạn ta ít sử dụng thì ta sẽ cắt cái đoạn dây này ra để ta buộc hai cái kẹp vào. Hoặc là anh em bọn bạn ta có thể là mua cái sắc kết nối như thế này giống mình đây. Đấy, để ta kết nối vào. Và đây là hai cái đầu kẹp bình ắc quy và mình đã đang làm và đang sử dụng sạc cho cái bình ắc quy cho những cái dòng xe máy đây rồi. thì anh em và bạn ta kết nối vào như thế này. khi nếu không cần sạc nữa thì ta lại rút ra để ta nạp cho cái bình thuộc sâu của nhà anh em và các bạn. bây giờ mình sẽ kết nối và mình test thử để cho anh em và bạn ta cùng nhau ta tham khảo và cùng nhau có thể là áp dụng cái cách sạc bình này của mình. đây khi anh em bạn ta cắm lên thì với cọc sạc này thì nó sẽ có bóng báo xanh như thế này và khi anh em bạn ta kết nối cắm sạc vào trong cho bình ắc quy thì nếu như cái bình quy mà chưa đầy thì nó sẽ báo lên bóng đuối, bóng đèn đũa cho tới khi nào nó đầy thì nó lại báo về bóng đèn xanh là nó sẽ tự ngắt cái dòng sạc này đây cái dòng sạc này nó sẽ có cái thông số là 15V là sạc cho mình ắc quy từ 3,5A lên tới 7A là ok rồi đấy và bây giờ mình sẽ kết nối cái jack này vào anh em bạn ta nếu mà cần thì ta sẽ mua cái jack này để anh em bạn ta kết nối vào cho nó tiện nhá đây ta sẽ kết nối vào cái jack như thế này và ta sẽ tiến hành ta nạp cho bình ắc quy với cái cọc nạp này thì nó đã có cái chế độ tự ngắt rồi anh em và bạn ta cứ cắm vào cả buổi cũng được nha khi nào nó đầy thì nó sẽ tự ngắt và nó sẽ báo lên bóng đèn màu xanh và khi nếu như bình mà không còn đầy thì nó sẽ bóng báo màu đỏ như thế này là cái bình này là mình vừa sạc đầy xong thì nó sẽ báo bóng đèn màu xanh như này còn bây giờ là tình trạng nếu như mà bình mà không đầy thì nó sẽ báo bóng đỏ rất chi là tiện lợi cho anh em và các bạn khi áp dụng cái cách này và rất chi là thực tế để cùng anh em và bạn ta tham khảo thì cái cục nạp bình này thì nó dao động cho anh em và bạn ta sạc bình từ 3,5A lên tới 7A là ok rồi Đấy, như vậy là cái video ngắn vừa rồi mình cũng đã chia sẻ lên cho anh em và các bạn cái cách chế cái cọc sạc bình 12V xe máy như này để anh em và bạn ta tiện ta tham khảo và có thể là áp dụng cái cách sạc bình xe máy này của mình thì anh em và bạn xem video của mình nếu như mà thấy hay và hữu ích cho anh em và các bạn thì hãy like đăng ký kênh bật chung thông báo và ủng hộ cho mình để ta theo dõi những các video mới trong kênh. Xin chúc cho anh em và những người bạn luôn thành công.